Xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ tư, buổi thông tin của bà thị trưởng Cantrell cho quý vị thông tin về cơn bão Delta. Như quý vị cũng biết là hiện giờ New Orleans không có nằm ở trong cái cone đi tới thành phố chúng ta, nhưng thì mức độ của cơn bão hiện giờ đã lên tới cấp 3, có thể lên tới cấp 4, và khi vào bờ biển của Louisiana sẽ có thể xuống tới cấp 2. Và khi nói cơn bão thì lúc gió của bão, không những gió mà còn nước đưa những cơn sóng này lên, mức độ của gió có thể lên tới 39 cho tới 73 miles một giờ. Hiện giờ chúng ta đang còn ở trong Tropical Storm Watch là chúng ta phải để ý. Và những cái search này mức nước có thể dâng tới 4 cho tới 6 feet. Và bà cũng cho biết là hiện giờ thành phố không có lệnh để di tản, nhưng những khu vực ở ngoài bờ đê, trong đó là Venetian Isle, Lake Catherine, Irish Bayou, có thể tình nguyện để ra khỏi vùng này, và có thể bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày mai. Và cũng những nơi mà dễ bị lụt khi mà những cơn mưa tới, quý vị cũng có thể đậu xe ở trên những neutral ground bắt đầu 6 giờ chiều ngày mai. Và bà cũng muốn nhấn mạnh quý vị là nếu mà chúng ta có những rác rưới ở những cái catch basin, là những cái đường của sewage để mà nước nó chảy xuống đó, chúng ta cũng phải cần thu rác và thu gọn dọn đi cho nó sạch sẽ để mà nước nó chảy ra một cách dễ dàng hơn. Và nếu mà có những cây cối mà trên đường mà cần cắt, thì đây là thời gian chúng ta có thể liên lạc với 311 để cho họ biết và tới để thu dọn những nơi đó. Đây là thời gian chúng ta cần để sửa soạn cho gia đình, mỗi người cá nhân, gia đình cần phải sửa soạn cho gia đình mình và những khu vực của mình đang ở để được an toàn khi mà gió bão tới, không có ảnh hưởng những đường nước của nước được thoát xuống. Và quý vị sẽ biết là ngày mai thứ năm là chiều chúng ta sẽ được sẽ cảm thấy những lốc gió đi qua chúng ta, và thứ sáu cho tối thứ sáu là đoán là cơn bão sẽ vào. Cũng như quý vị cũng biết là cần theo dõi vì cơn bão có thể thay ra lúc cuối cùng như thế nào đó. Và bây giờ bão nó đi về hướng Tây, cho nên chúng ta cũng không có nằm trong cái phần nghiêm trọng của cơn bão. Quý vị có thể text, nếu mà chưa có text cho những cái bão trước, quý vị text vào 888777 và text Delta, chữ Delta, hoặc quý vị có thể lên mạng ready.nola.gov để lấy những thông tin này. Về vấn đề Sabus thì hiện giờ vẫn chạy. Nếu mà cơn gió lên cỡ 39 mile một giờ thì những xe bus sẽ phải ngừng, và thành phố sẽ cho quý vị biết thêm những thông tin sau. Và điều quan trọng xin nhắc lại lần nữa là đây là thời gian để quý vị sửa soạn và đề phòng cho cơn bão Delta này. Quý vị có thể lên mạng một lần nữa là ready.nola.gov để lấy những thông tin và theo dõi thông tin của bão Delta. Xin chân thành cảm ơn.